Chào anh em, mình là Dragon và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách để sở hữu em Anubis cực kỳ sớm. Chúng ta có thể ấp trứng với số lượng lớn con pet này. Nhưng anh em có thể biết con Anubis này là tôi ấp trứng ra nhé. Nó rất là đa năng, tốc độ làm việc rất là nhanh, đào đá rất là nhanh. Đó. Thì đây, tôi chưa hề đánh con mod cấp 47, tôi đã kiếm được nó rồi. Thì cách làm như thế nào rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là chúng ta hãy xây dựng cái nhà ấp trứng như thế này. Và công thức của tôi rất là đơn giản, chỉ cần ấp em Bushi này, anh em ạ, ấp em Bushi này, đó, ném nó vào trong chuồng, ném vào trong chuồng. Và con thứ hai chính là con Pen King, con boss hải tặc, con này nhưng hiện tại tôi đang không thể có đâu, tôi gọi nó ra lại. Đây, con Pen King này. Đó. Khi nó ăn xong các bạn vứt nó vào cái chuồng đấy, vào chuồng xong các bạn đặt nó thêm cái bánh kem này nhé, bắt buộc phải lấy cái bánh kem này nhé đấy. Lấy bánh kem này để vào cái thùng ở bên ngoài cái chuồng, và cái chuồng này thế là hai con nó sẽ ấy nhau và thì làm thế nào để bắt được hai em này rất là sớm ở level 20. Thế thì anh em hãy bật map lên đến hai vị trí này, vị trí của Penking, đánh bot Penking, bắt bot Penking luôn. Vị trí thứ hai là bot bot Bushi cấp 23. Con cấp 23 này thì anh em cầm lever 19 20, cầm quả cầu xanh các cây là đã thể bắt được rồi. Thì cách bắt cũng rất là đơn giản thôi, đánh thấp máu, chạy ra sau lưng ném hoặc là đánh thấp máu ném, tỷ lệ chỉ là con số thôi anh em ạ. Nhưng anh em lưu ý một điều thôi, hai con này bắt buộc phải có một con giống đực và một con giống cái nhé, chứ còn hai con đực thì thì sướng thôi chứ không có trứng anh em ạ. Đây, hai con nó đã kết đôi với nhau rồi, thì thấy được tượng quả trứng kia nó đang đang thì đang thì chạy nhỏ, anh em có thể thấy. Đây là những dàn trứng nhé, đây là dàn trứng Abunit mà hôm qua tôi đã ấp ra. Hiện tại tôi có 4 quả, một quả ngoài kia nữa là 4, và một quả vừa mới ấp được 2 tiếng. Tôi sẽ mở test cho anh em ra Anubis luôn. Đó, thấy không? Một con này. Con thứ hai này. Đó, hai con này. Con thứ ba luôn này. Đó, ba con Anubis. Thậm chí quả thứ tư này cũng là Anubis luôn. Anh em có tin không? Đây là công thức nha anh em. Đây là công thức ra Anubis. 4 con luôn. Đấy. Vậy thì Anubis này để làm gì? Thứ nhất, nó là một con boss đam rất là to, anh em nhìn đam của nó đã cấp 31, đã là 542 đam. Tôi nhân giống nhiều ra để tôi có thể ép sao cho nó. Và cái thứ hai là con này làm việc rất là kinh khủng nha anh em, con này làm việc rất là kinh khủng. Tôi sẽ vứt hết mấy con vớ vẩn này đi, cho dàn Anubis của tôi ra làm việc. Đó, anh em thấy không? 4 con Anubis luôn. Này, tốc độ làm việc của nó đấy, em thấy không? Nó rất là nhỏ, người cơ thể rất là nhỏ nên là nó chạy rất là nhanh. Em đã có công thức rồi nhá, tặng cho anh em. Chúc anh em có một đàn Anubis. Tiện thể tôi thông báo luôn với anh em là bọn tôi live 20 giờ mỗi ngày bên kênh TikTok Dragon nhá.